không sẽ update là một cái sàn THDAT. Trước đây mình đã từng hướng dẫn cho các bạn đăng ký và cài sen nha các bạn. Mình có một cái video và một cái link hướng dẫn các bạn đăng ký đầy đủ dưới phần link mô tả. Các bạn nào chưa chơi thì vào mà chơi. Khi các bạn đăng ký các bạn nhận được $20 nè. $20 là 5 USD nè. Mà khuyên các bạn cài sen nghe nữa góp tiền nhớ giấy nha các bạn. Rồi các bạn giới thiệu một lượt ghép là các bạn nhận được 5 USD nè. Các bạn chay, nếu mà các bạn chay các bạn nhận được 10 USD nè. Các bạn nạp vô deposit là các bạn nhận vào 20 USD nè. Chương trình này rất là khủng các bạn. Con này cái sàn này cũng khá lâu rồi nhưng mà nó còn ai gấp các bạn. Đây mình kiểm tra mình đã nhận được 35 USD cho bạn, gì mình đã đăng ký KC lâu rồi, mình chọn trong web cho máy tính cho nó dễ các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Nhưng mà 35 đô này chưa, nó chưa cho rút được các bạn. Rồi, nè. Chết bà. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi mình vô ba lanh rồi mình rút thử cái được không nghe các bạn. Mình sẽ vào thường thường quay. Khi nào rút được mình làm cái video thông báo cho các bạn nha các bạn. Mấy cái máy ủi phim mà làm video làm mấy cái sàn lót nặng quá. Đây nha các bạn, mình đã nhận được USD này các bạn. Mình tiện được một ghép. Mình đã nhận được 35 USD nè. Sau khi các bạn chương trình cho kết thúc, các bạn nhớ vào group, các bạn nhấp vào withdraw nha các bạn. Các bạn nhấp vào một withdraw nè. Nữa các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với em thắt của mình vô nha các bạn. Với IC mưa của mình vô đây nè. Rồi video sau mình, nếu mà nó cho rút mình sẽ hướng dẫn các bạn rút các bạn. Hiện giờ nó nói là do no support return gì order clippo withdraw and sun. Nó nói là bị pending các bạn. Nó chưa cho rút mẹ nó. Thì nữa các bạn quét địa chỉ với nhà xe 10 dùm đầu nè. Rồi các bạn nhập số đô của mình rồi các bạn full password. Nhập mật khẩu của mình vào rồi các bạn bấm withdraw là nó dễ dí mình các bạn. Này dễ lắm. Nữa mình hướng dẫn các bạn rút tiền sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Wi-Fi. Rồi các bạn lấy link ghép của mình đây nè các bạn. Các bạn bấm vào nút này là nó hiện ra cái hình này. Các bạn bấm vào Intrade Fan các bạn. Không biết phải không. Lâu quá lâu mình quên. Rồi đây mình bắt vào đây thử đi. Copy liền thử. Copy liền. Các bạn thử các bạn. Thử phải địa chỉ nữa không. Lâu quá lâu mình quên rồi các bạn. Mình không biết link ghép. Rồi vậy là link ghép mình đó các bạn. Các bạn copy vào cái chỗ đó. Là nó có ra cái mã link ghép mình đó. Vậy mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.